mỗi sinh linh trên thế gian này sẽ không bao giờ được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ba mẹ sẽ luôn cố gắng cho con cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Vì con, ba mẹ có thể làm tất cả, cả cuộc đời cố gắng vì con. Và tình cảm thiêng liêng đó không chỉ có ở con người chúng ta, mà còn tồn tại trong thế giới các loài vật. Những chú chó hoang, mèo hoang, số phận các em không được may mắn. Các em phải lang thang đi khắp nơi, chịu mưa chịu rét, kiếm từng bữa ăn qua ngày. Và khi con của các em được sinh ra đời, cũng phải chịu khổ cực theo. Đó là điều các em ý không muốn, không bao giờ muốn. Và khi gặp được những con người tốt với các em hiểu rằng đây là người mà mình có thể gửi gắm con mình. Đây là cơ hội cho con mình được thay đổi số phận, nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nào khác cho con. Nên dù rất nhớ con, nhưng em vẫn đành phải để con đi. Tạm biệt con, và thật hạnh phúc nhé con. Nếu một ngày con mất đi tất cả, cuộc đời này con chỉ cần cha mẹ thôi. Mất vật chất, con còn tìm lại được. Mất cha mẹ rồi con biết tìm nơi đâu.